Người phụ nữ thất thần sau cái phẩy tay của nhân viên tiếp thị tự nguyện giao nộp hết tài sản. Vụ việc được camera an ninh ghi lại cho thấy độ liều lĩnh và táo tợn của đối tượng xấu. Cô nhân viên tiếp thị xách theo túi đồ đi đi lại lại ở hành lang chung cư. Cô gái liên tục nhìn ngó xung quanh. Lúc này một người phụ nữ đi tới, cô nhân viên tiếp thị nhanh chóng tiếp cận. Cô gái giới thiệu công ty có sản phẩm dầu gội mới, muốn người dùng trải nghiệm. Người phụ nữ ban đầu tỏ ra không quan tâm và từ chối nghe cô gái giới thiệu. Cô nhân viên tiếp thị liên tục thuyết phục. Người phụ nữ nghe thấy được tặng sản phẩm miễn phí thì quay sang nghe cô nhân viên tiếp thị tư vấn. Cô gái giả vờ lấy thông tin của người phụ nữ. Lúc này cô nhân viên đưa túi sản phẩm cho người phụ nữ xem. Người phụ nữ hào hứng xem bộ dầu gội trong túi. Cô nhân viên tiếp thị rút từ trong túi ra một chiếc khăn, nhanh tay phẩy vào mặt người phụ nữ. Người phụ nữ lập tức ngây người ra. Cô gái chỉ vào chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ, bà lập tức đưa cho cô gái. Xem lại camera an ninh, có thể thấy cô gái đã lợi dụng thời điểm người phụ nữ chú ý vào hộp sản phẩm để thôi miên bằng chiếc khăn. Cô nhân viên tiếp thị tiếp tục lấy hết nhẫn đeo trên tay người phụ nữ. Người phụ nữ không hề có phản kháng gì. Cô gái nhìn ngó xung quanh, sau đó tháo luôn chiếc dây chuyền của người phụ nữ rồi nhanh chân tẩu thoát. Thủ đoạn giả vờ làm nhân viên tiếp thị sản phẩm để tiếp cận người dân ở các chung cư không còn mới. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người mất cảnh giác, dẫn đến hậu quả bị các đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản.